lên ba mà tôi đéo nhớ lên ba tôi quên mất tiêu. Làm gì? Bán hả? Bài đâu rồi? Thằng bạn của tôi nó cầm hai con, tôi cầm một con. Tôi gửi qua thằng bạn tôi, nó gửi con hai sao qua là lên ba luôn mà tôi quên mất tiêu. Tôi quên mất mẹ cái vụ mà kiểu thằng bạn tôi nó có đồ gửi đồ. Tức hiếp chứ. Bằng mặt bằng bạn tôi không để ý luôn. Lo ron. Tôi với nó lo ron. Gì vậy vậy? Cuối cuối này là ai lo bạn người đó chứ. Nhắc mới nhớ chứ. Thầu nhắc mới nhớ. Ừ, nhắc mới nhớ chứ. Vậy thôi lát rồi lên win mấy bài 4 tiền đi cho dễ, lên 3 sao cho dễ win. Là mấy con mất tiền lên 3 hả? Khó. Ừ, thì win up cấp đi, up 7, up 8 rồi ngồi gold. Nãy tôi kiểu bị thiếu độ tăng á, thiếu độ phép á, tại vì đầu trận thắng nhiều quá không lấy đồ được. Rồi top mấy? Top 3. Tức ghê. Lần đầu tiên tôi dán bạn top 3 luôn á, ít nhất là top 2. Ghê vậy, ai vậy, ai quýnh dữ vậy? Tôi với nó hợp sức lại mà, ý là kiểu ron cho nhau luôn mà, chứ phải để tiền đâu. Ron cho nhau và cho đồ cho nhau mà. Tôi hỏi cỡ á, rồi ao nó dắt luôn. Cần vậy. Vậy thôi. Lát rồi bà con tướng cho tôi đi. Kiểu ron thấy là lụm vô thôi. Chứ phải nhân bồ tôi nó cứ để tiền. Rồi tức cuối cùng tóc cuối. Cái gấp nó bao nhiêu lần luôn á. Mỗi lần chơi cặp đôi nó là cái lộn mà. Chơi này là... phải gọi là sạch á. Đúng rồi. Chứ nó cứ để tiền không à. Chứ nó... hả? Quýnh lên cấp 7 đi rồi chọn nè. What? Quýnh lên cấp 7? Ừ. Chứ giờ một người cấp một người ngồi gọi sao quýnh? Quýnh vậy nó không, dễ cứ... on top. Hiểu không? Rồi sao chủ đem nổi kiếm bài thép này chữ ít mà đâu chịu nhiều máu rồi đó nó chữ cả hai mà nó chữ đúng như đâu tại vì có mấy con 4 tiền tướng 4 tiền này kia 3 sao mới dễ win thôi tính win với 10 đồng à chưa biết luôn á. Thấy đồ là chắc đứt chứ mình đồng rồi, chứ mình đồng này quýnh, tôi quýnh thượng. Chưa biết ra là mới biết được. Chứ là tướng hả? Những năm thần thứ kìa, cũng ngon kìa. Trời, nó ra Rengar kìa. Rồi, nó ra con Salad là tôi đánh phép rồi đó. Rồi, ra Thượng Long luôn mà. Quýnh thượng đúng không? À. Ok, để bắt thượng vô. Bắt thượng chắc bắt lúc thôi ha. Đúng rồi, bắt lúc thôi. Tôi chơi pháp sư ấy. Ừ, nó bắt lúc á. Rầy nó vậy. Đồ này chết liền. Đồ cũng đa. Tính ra con... Ê, ông, ê cọp tính ra Thủy Long mà lên 2 sao rồi tôi thấy vẫn còn yếu nha. Yếu so hơn với con Thượng Long 1 sao hoặc là... Mấy con rồng. Dạ. Ông chơi kỵ sĩ không? Tôi có hai con reo nè, một con ba rum với con reo kìa. Hay là tại tôi có hiệu triệu long nhân nè. Quýnh ghê. Ừ, mình quýnh slogan được, hai người quýnh slogan luôn. Ép mà, không chết đâu. Là ý là ông đánh chung bài với tôi vậy? Không, tôi quýnh chứ mình gồng. À, ok. Còn gì á? Rồi tôi vẫn bắt cây xa thôi, bắt cây xa. Ok. Coi tụi nó ấy chứng minh rong nha, chứng minh rong hơi nhiều á. Bắt Silas về lúc ha. Đúng các bạn. Qua ghế bắt không? Không không. Lấy con đam chính thôi là Silas với lại con lút thôi. Về đi về đi. Ba ghép đồ đam bắn cũng dữ lắm. Không mà tôi chơi pháp sân mà ba rớt tôi đâu biết chơi.
chắc không biết ghép đồ. Ghép cái mũ cấp tư đó. Tôi viên cái quần áo. Ờ, ok. Cứ, à thôi thì tắt luôn. Cứ để trước đi. Ưu tiên mấy con đó trước đi. Dạ, đấm đau. Này. Tôi chưa có bài lép nha. Tôi 4 pháp sư rồi nè. Ừ, chưa gì 4 pháp sư rồi đó. Nãy gây trái tim pháp sư mới đẹp ha. Ừ. Đâu? Ra mũ phù thủy ngon hơn chứ. Để Phan đi tiểu khách. Đơn mà chơi độ game đéo tư duy cặt gì ở lũi độ như chó điên mà. Ui tôi nhìn mini map mà độ nãy giờ mấy rào ta, chắc hai rào không. Ôi nó ra thủy long kìa, nó ra con map phai. Con salad ngon hơn. Con salad ngon hơn. Kiểu thích thượng long á. Ê, mẹ con Skagner đã giảm thấy ta. Trời gì vậy? Vậy mà cũng qua kịp nữa. Ê, bán này tụi nó chơi cái sao hơi nhiều quá. Giờ này đang có meta cái sao. Nãy tôi thấy có thằng kia chơi cái xa mạnh lắm luôn không? Tôi gầm chí mạng á. Cái con salad á. Má salad thì lên 3 rồi. Không được. Salad lên 3 cầm cái đó su cà na. Hồi nãy không nói gửi con salad về trước trở lên 2 trước. Ôi nha. Đâu? Salad lấy gì, lấy găng hay là lấy găng đúng không? Găng mạng đúng không? Găng đúng rồi. Đẹp luôn. Lấy con nước mắt đưa tôi nha. Hả? Là nước mắt đúng không? Ok. Đem về khóc. Nè. Giờ tôi gửi con salad qua ha. Gửi qua chị. Gửi cho lên 2 trước. Ý là tôi gửi cho bà để bà lên 2 á. À. Đâu, lấy ông hay là lát đợi con khác, đợi một lúc. Đâu à, ông cầm mấy con. Bê nè bê. À, con hả? Để đi ha. Để đi. Mẹ nó ron con ma pha nhiều vãi lòn, hàng chi ron khó vãi cứt. Ai vậy, giữ lại ma pha đi, có gì ma pha 3 đưa tôi. Ok. Không lên 3 nổi đâu. Yeah. Nó cầm ma pha nhiều lắm. Có con sư Kekner thì đỡ. Kekner thay thế cũng được mà. Thì Kekner thay thế cho con tôi được mà. Sao bên này lại thích chơi trùng bài chứ ta? Trùng bài này nó ra 2 tăng sớm quá, ngon quá. Ra 2 cũng ghi 2
hồi cái tưởng đến lấy gì nè, giáp lưới gậy quá khổ. Lấy gậy đi, tôi chửi chuyển nước mắt qua cho. Ủa rồi bà không lấy sô zin à? Tôi không cần sô zin, thôi lấy vậy quên. Lấy, giáp lưới hay giáp lưới có gì lấy được tăng lên chứ. Okay. Ủa sao bỏ năm pháp sư vô ngon hơn? Con kia cũng năm pháp sư mà. Đâu, con ấy cũng là bỏ con man thai ra luôn, bỏ man thai ra luôn, lấy đam quýnh luôn. Ừ, quýnh full đam với nó luôn. Ủa, mất 3 thần long hả? Từ từ. Đâu mất đâu, lúc đầu nó vậy mà. Còn bây giờ không kích 3 thần long rồi sao nó ra tướng? Thì có tướng kích đầu kích. À, có con virus. Thì lát hồi bỏ con Lily con kia ra, bỏ hai bỏ thượng long với đấu sĩ vô lại. Nãy giờ quên bỏ cho lượt loot nè. Bỏ đồ loot đi. Ừ, nãy giờ quên. Đeo có thấy cái bờ phải nha. Ngon. Giờ giữ máu là đẹp rồi đấy. Cái ta 2 rồi. Mới ron ra được có một con cái sai à? Tôi có thì triệu long nhân mà từ từ cũng ra. À gì hả? Ghê trời. Trời. Chứ sao được. Ngồi ra là hai con đi thêm luôn nè. Xong ra ghê. Xong ra này ra thêm con đi xin nữa, lên đi xin 2 đẹp. Nãy có BF bà thì bà làm BF cho bà ghép đồ sớm luôn cũng được, đẹp quá. Làm cái giáp ra thành cái giáp bay. Rồi chết rồi. Nó nào chơi lút không gì mà ro không ra vậy? Bả liền thanh đi kia chơi bảo. Có thằng kia chơi nha. Đâu thằng nào có lấy đâu. Có luôn đó. Có một thằng chơi. Còn gấu 2 luôn này ngon quá vậy. Sao nãy giờ tôi không ra con lút nữa luôn ta. Mày, nãy giờ tôi uống gì nè. Từ, dò cái coi. Trời ơi, gì nhiều thủy long vậy, thằng kia gain ra 2 luôn, sao vậy. Thì đúng rồi, có ai chơi bảo long đâu mà không ra. Mẹ có thằng tết 8 đang cầm chơi thượng. Dạ. Thằng tết 8 đang cầm. Trời nó gan thì quen nhưng mà cái game dễ gì. Thôi xong rồi. Ui ôi vậy mà giết được cả ảo thật đấy. Con lướt một sao. Trời ơi. Giờ mới nói xong. Giờ mới tính nói là con lướt một sao mà cũng làm được việc hết. Băng trộn sức sống mới hay là túi cứu thương đây? Tự nhiên tôi ra cái xây bài tự động. Ông lấy ấn người ta xây được. Rồi, ê ông, tôi lấy túi cứu thương hay là băng trộm hay sức sống mới đây? Băng trộm, sức sống mới, lấy sức sống mới. À, sức sống mới có 40% máu hả? À? Ừ, cũng được, băng trộm là cái hai găng á hả? Không, băng trộm là một găng. Lấy cái đó đi, lấy đồ cho một con lên ba. Băng trộm hả? Lấy băng trộm. Ok. Lấy hồi vừa la hoặc con đi lên ba lấy, để vô. Ok. Mình cửa tướng cái nhân 1, 2, 3 về. Thì tôi coi bài tập hơn gì. Bắt thêm phụ vào. Không, cứ ra thượng tôi bắt nha. Tại vì cái này có một cái ấn gửi được con 1 vàng, 2 vàng nữa. Cái ấn sao gửi 3 vàng cho lên. Ơi, đấu được, vậy vẫn phải gửi lúc mà. Gửi lúc thôi, gửi lúc thôi được rồi. Gửi lúc với Silas này.
Đúng rồi, chứ gửi nhiều quá nó mất cái ấn uổng. Má gì mà nắm được thằng cấp 1 luôn hả? Xạo đi. Xạo mà, xạo mà. Còn 6 luôn. Cấp 6 ra. Ba nhà cũng cây xa chứ vậy, tụi bay nhả chơi cái rồi. Ủa rồi cái nhà này, quá đục phát. Nó đi đi ba. Ê, gửi con xa lát cho tôi lên ba cái được không? Gì ghê vậy? Ê, lên 2 lộn. Má gửi trễ quá. Không có chỗ đâu làm. Bếp chứ ta. Nó đang thiếu thiếu đép quá nè. Có cái loot 1 sao mẹ đó. Loot cái này ra 2 ván bạc dễ thở luôn. Má loot khó lên quá. Thắng thì thôi à. Ủa? Sai rồi, cái ấn nó phải để dành gửi một lúc chứ. Không còn à, tiếp theo có ấn mà. Lúc thế... chưa đâu, Ron chưa ra lúc mà. Tiếp theo là cái ấn là gửi tướng 3 vàng trở lên rồi. Nhầm rồi. Gửi được, gửi vẫn được, không sao hết. Vẫn được, nghe mà ảo vậy. Được. Má bây giờ quan trọng là không biết luôn á. Để tăng đi, để tăng đi. Ủa nãy BF không lấy. Xin ghép quyền trượng hay ghép vô cực luôn. Có vô cực đâu ghép. Đây một con nút. Ý là món cuối là tính ghép cái gì á. Tính ghép cái quyền trượng á, cái gậy á, thành nước mắt cái gậy nè. Để biết cái đường lát hồi chuyển đồ quá luôn. Ủa sao nãy không bỏ con Violet ra, bỏ con cách nơi vô. Quên. Lấy đấu sĩ vô kia tăng. Thế à, lúc nào mà quên á. Cái thằng này ra hai con kim long thì bán rồi ta chơi đi. Nó gom sao mà nó ra Nili 3 mấy con kia còn một mà ra hai đầu kim long. Gom ghê thì chứ. Ron điên cuồng đang chơi xuất sắc điên cuồng. Điên cuồng thì cũng. Mà nó sắc cấp 8. Ủa Ron thủy lâu hả? Tối hả? Má không. Đang chơi Mafai hả? Có cần tôi gửi cho Mafai lên 2 không? Không gửi không, một con. Không cứ còn đồ gửi mà. Cứ để dành nó đi, gửi biết đâu còn gửi mấy con này nữa. Mafai không cần đâu. Lát hồi quýnh 6 chứng minh gồng luôn, hỏi cùng quýnh kẹp tí lông cũng được. Quýnh full luôn đi. Mafai tụi nó đang giữ hết rồi. Ừ, thua rồi nè. Má nó còn cắt ma chủ. Đó, mình ôm nhiều quá. Chắc phải gôn mạnh tay xíu quá. Đúng rồi đó. Ừ, gôn mạnh xíu, nó cứ ôm nhiều quá. Ấy mùi thuốc quá anh, hàng chi trời, mùi thuốc nó bay vô mắt em nè. Ron mạnh tay đi bạn ơi. Ra gồng kim long nè, xài không ta? Nên xài không? Không biết. Gồng kim long hộ pháp cũng được, kẹp với con giác vô. Để coi, ôi đồ kim long xấu lắm, hỏi. Đồ kim long tốt đồ lắm. Con giác, ê nãy tôi thằng gặp thằng kia chơi ca sa không, nó lên cuồng đao.
với cái gì á, nó lên tốc độ đánh với chí mạng không mà đúng mạnh luôn á, nó cũng quăng kêu hoài luôn á. Hồ cuồng đao với cái vô cực với cái gì á quên mẹ rồi, đúng mạnh luôn. Metalon gì đúng biết luôn, phải biết đâu thôi, cứ bình thường thôi, chơi cái đó nó sẽ yếu đam á, yếu đam hơn cái kia là chắc rồi đó. Đúng rồi, nó yếu đam hơn, do mạnh luôn á nha. Rồi ok, mà đang giữ hai cây xa đúng không? Đúng rồi, đợi lên hai đi gửi. Trời thằng lồn này Ron sẽ cắt nơ ba bảo sao Ron hoài đéo ra. Tôi giờ bà gửi qua là tôi lên con cái cây xa ba luôn rồi. Vậy hả, gửi qua hai con hả? Đây này, từ để tôi gọi thêm xíu nữa, gọi nữa ra được con nữa. A thua nữa hả? Gọi con nữa thì bà đỡ cái đồ gửi. Này nó ron ra con Nidalee 3 luôn kìa. Cái với con Skitch liền mất. Má đồ tôi toàn đồ Sida mà ông ơi. Thiếu gì? Giờ đang thiếu gì? Thiếu tại nào tại hùng tập sự nhà mấy tái chế đấy nào ta, hay lấy nguyên tố lưng ta. Anh hùng tập sự cũng ngon. Kasa 2 nè. Ờ, gửi cái Kasa với cho tôi. Lấy ấn nào vậy? Anh hùng tập sự hay nguyên tố lưng? Nguyên tố lưng hồi mình đang ngon hơn. Không biết nữa tôi. Bao nhiêu rồi? Ok nè. Còn hai nữa. Còn hai nữa đúng không? Đây. À. Chết mẹ, quên hỏi lấy đồ gì nữa. Trời, cái dòng âm. Không, tôi đâu có gậy đâu. À, không có gậy thôi, sao đâu. Chưa gậy. Bây giờ bắt xe lát. Thằng này game ga 3 luôn rồi, quỷ tới. Thằng lâu rồi chơi full hội pháp mà, xả tiểu ông ơi. Đủ á, nhìn cái giáp đó kìa. Thôi chịu. Hai nó gọi cho nhau á. Nhưng mà sao nó còn nhiều tiền dữ người ta, xàm thiệt chứ. Lên mà 7 nữa kìa. Không biết nữa. Nó Ron gì mà Ron hay chứ. Khó hiểu đó. Tôi còn một con Varus nữa, lên 3. Vậy nãy không có đâu. Rồi, hết đồ gửi rồi, để lát nữa mới gửi được. Giờ tôi bắt Silas. Ừ, bắt đi. Giờ bắt Silas đã gửi Silas 30. Ừ. Nãy quý vị gửi vào cái giáp hay là cái giáp lửa ngon nè. Rồi tôi mới cầm nó rồi. Má lại ăn rồng luôn. Trời ơi, Renga. Đủ nó quào phải chết luôn á. Chịu rồi. Ra được Renga 3 cũng là ghê rồi đó. Ui da, da chua. Rồi, bây giờ lấy. Bà lụm ra da chua cho tôi, tôi lụm gậy cho. Ok. Nó lấy gậy rồi. Đang hỏi tôi coi. Còn được một đồ quăng đúng không? Toàn là áo chàng bạc không à. Là áo chàng bạc à. Ừ, lên huyết kiếm luôn nè, cho con da xua đẹp nè. Không, ghép giáp gai, ghép vũ gồng đi, ghép vũ gồng đi, tụi nó đâm hết nhiều lắm. Khỏi. À, ừ ha. Quên. Ghép vũ gồng thì cứ ghép vũ gồng trước cho bà. Quên. Ờ, tôi quên mất. Con Yasuo quay cho tôi luôn. Thầy tụi mày tới. Ăn bốn vàng. Đâu? Và la một con.
Ly ra ly từ nó ba à, không có ra được. Có người con ba với mình. Con một con hai. Cho pháp sư mà, em cho pháp sư mà. Ừ, nhưng mà cách kích năm thượng nó cũng ngon. Ờ không, giờ lấy thằng rồng đi. Đang kích pháp sư mà năm pháp sư ngon hơn chứ. Giờ lấy thằng rồng đó rồi. Giờ vô y nè, giờ lấy vô y với rồng thủy long nè. Rồi lên 3, đẹp luôn. À rớt 3 luôn, à một con 2 nữa mới lên 3. Ảo, ảo giác à. Ừ, mấy chơi nhiều quá, ảo giác hả bạn ơi. Ảo mẹ đó rồi, má con đi la vẫn 1 sao nè. Thiếu 1 gậy, thiếu 1 gậy. Ủa, ủa sao ghép vô 7 gì vậy? Hả? Tự nhiên ghép vô 7 gì vậy? Ghép cái gì? Con cái rớt nè, ghép vô 7 gì vậy? Vuốt ám vuốt rồng quá hả? Cái vuốt ám á. Hết rồi. Hết ấy rồi. Có nãy không lại để đồ, để tôi gửi cái giáp cho, lấy mình gửi cái giáp vô ghép ghép lửa. Tí ron đồ ra gì đâu. Gì? Tính tính chứ là ron được giáp lửa luôn. Không, ý là ron cái đai lưng ron đưa giáp lửa là đẹp rồi. Rồi giờ bà ghép cái gì đưa nữa. Hiểu không hiểu ý hả? Thôi mà không cần đâu, để nó đi từ từ ra gì ra gì đâu mà. Cái là cái cảm mờ thạch hả? Ghép vô cực ngon hơn á. Ê có mũ pháp sư vô cực luôn nè. Lấy không? Mũ pháp sư vô cực hả? Ừ. Cũng ok. Ông cần gì? Không, run lại không cần. Đồ tôi đẹp rồi. À vậy là tôi run cho tôi ha. Ừ, run cho tôi. Cái pháp sư vô cực vậy lát hồi là phải gửi một con khác chứ không có gửi xin lát được rồi nè. Pháp sư vô cực hả? Ừ. Trời, coi bài à. Úp cấp lên kẹp được ám long vô đúng không? Ôi, tôi có đồ đẹp ông ơi. Một cái vuốt 7 ở dưới nha. Một cái vuốt 7 vô qua ghét cầm. Cái vuốt ám ám hả? Ừ, vuốt ám vô qua ghét cầm. Giáp máu. Ê đừng có ghép quyền trượng nha, tôi gửi cái vô cực á. Ê. Ủa cái giáp máu cho con Salad luôn hả? Ừ giáp máu cho con hay là con Salad. Salad. Cái quyền trượng cho con Vla luôn đi. Thôi để uổng để tí kiếm rồng bỏ vô. Đồ, ghê giờ ngồi đợi đến rồng luôn nè. Lâu quá. Rồng ra mấy hồi gì vậy đâu. Tụi nó đang ra rồng kìa, không lẽ mình không ra. Mà ghép cái vuốt rồng là hợp lý đã không? Đúng rồi, nhìn nhà tụi nó khép không à, vuốt rồng hợp lý. Đây, để tôi gửi cái bộ thứ tư với lại cái vô cực về cho bà luôn, để bà đép đam. Đúng rồi đó, hợp lý. Má coi để còn gửi đồ không nha. Còn đừng. Sao mà 6 chấm mới gửi được nữa. À, ok. Ủa, 5.1 mà, hết rồi, 5.1 là hết rồi, qua 5.2 rồi. Ừ, thì lên 6 chấm là còn cái nữa mà. Cái gì hả? Đéo biết cái đầu quá ta, đéo biết. Đéo nhớ. Trời, biết lú rồi. Đây nè, đồ đúng đẹp luôn á, quăng vô. Cho con va rớt luôn nhờ. Ừ, va rớt pháp sư. Đẹp luôn. Vô cực đừng quăng qua ghét nha. Đặt lút chứ. Ừ. Làm cái cảm thật, ghép cái này vô ngon lắm. Cái nhà nó vừa lấy cái hũ này vừa có lóc xin chi nó không chịu rồi. Lóc không lý. Ủa sao lại kẹp Jerry? Ủa? Cái xe chưa lên 3 hả? Lên hả? Rồi còn con cá xe kia chí. Cá xe nào? Cá xe con kìa. Đâu? Ủa hay tôi coi. Bà đang coi nhà ai vậy? Chắc tôi coi lộn rồi đó. Nhà này ở giác rồi. Đâu đúng nhà mà. Đâu? Còn cái xe nào nữa đâu? Nãy thấy con cá xe nhỏ dưới này nè. Đâu?
em bỏ vô nãy giờ chưa bỏ ra ta. Thấy con cây sa nhỏ đây nè, nè coi thử nè. Đó. Ủa, con cắt ma hả? Ghép cái bộ, còn ghép cái bộ xanh cho con cây sa phế lắm không? Ê, ông cần đi la không? Cái gì? Đi la nè. Đừng lấy con nó làm gì bà nội? Nó là thủy long, ai biết ông? Đâu đâu? Cần... Đâu không? Lấy con luôn, ờ, Ron, ờ, ok. Đừng có gây ảo giác đi nhé. Đang gồng lôi long luôn nè. Dạ. Yeah. Nhưng mà có đón chiến minh rồng không? Không. Chị chi vậy? Đừng bỏ gồng lôi long. Không, phải bắt ngay luôn. Biết đâu đang chạy ra chạy ra. Á đang Rengar. Mà tôi giết Rengar 3 luôn à. Quên đồ luôn rồi đó. Hả? À, biết sao không? Kai'Sa lấy đồ yếu quá. Kai'Sa đồ đó sai rồi. Dịp găng bó thạch tự nhiên, mà. Tự nhiên đi lấy cái bộ xanh. Chứ lấy cái gì? Quyền trưởng à? Không. À, nếu mà giữa bộ xanh á, nếu mà lấy mana thì lấy ngọn son vẫn ok hơn bộ xanh nhiều. Ngọn giáo sơ duyên đó hả? Ờ, ngọn giáo sơ duyên đó, nó vừa có phép mà, nó vừa tốc độ đánh mà, nó vừa mỗi lần lực đánh nó sẽ tăng mana mà. Ẩu rồi đó, ẩu rồi đó. Lấy cái máy chiếu rồi à. Không, không. Bán vui. Bán vui kìa. Lấy rồi, lấy rồi. Lấy thông đạo, thông đạo. Lấy cái máy chiếu thì nó cũng được. Sao? Nó coi như tụi này lên 3 hết đi, nó đứng lại kìa. Ôi. Tăng yếu quá rồi, không thủ nữa là đi trước bạn. Này đi chung mà nó phải đi trước đi sau vậy đâu không? Đổ qua luôn nè. Có con salad gửi qua nghiêng. Hèn chi nãy giờ bài tôi yếu. Sao? Nãy giờ tôi kẹp hai con gấu mà tôi không để ý, con này kẹp thủy long rồi. Gì hả? Ừ. Phát hiện hơi muộn màng rồi đó. Má tôi quên ấy cái máy chiếu vô ông ơi, mẹ nó. Đang ngồi ro nữa nè. Quýnh lại đó, rồng đó, rồng hai lần đó. Nó đã lấy vào mấy rồi? Nó là 8. Cương đang chỉ 7. Hả? Hả? Cương đang chỉ hả? Hả? Cương đang chỉ bà quýnh hả? Đâu? Chơi mình lên mà. Chỉ gì đâu? Kẹp thủy long vô ngon hơn đúng không? Hay về thì... Đèo cũng được, ok. Trời, con gồng... 10 vàng nhiều dữ vậy. Tiếng năm bỏ gọi chiếu thẳng vô luôn. Rồi bà lên lúc 2 rồi, những con gì đang lúc 2 rồi. Có cố gắng. Ai? Thằng này đi bộ đi mày, mẹ mày. Mà cú. Cố gắng. Thử qua chuyện này. Đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy đủ má, đứng ngay đó là chịu rồi đó. Đứng ngay đa sết là chịu rồi đó. Chịu. Biết lựa góc qua đấy chứ. Má ga gì chịu rồi. Con đi la trời ơi, ta lại mày luôn á. Còn mấy con Silas nữa. Nhiều lắm. Má không, Silas không ra nổi rồi. Tôi đang cần một con đi la nè. Con Lila để lên 3, một con thôi. Bán Silas đi không? Không lên kịp đâu. Ừ, với lại con Talia. M
mà còn đồ gửi không chứ. Gửi con đi Lila đi. Chó lên ba. Ủa, không có đồ gửi. Tụi nó rồi, ván rau 5.1 là hết rồi, nhìn trên kia kìa. Rồi tôi lên rồi, tôi lên rồi. Má dùng hết tiền để ron mà. Má cái gì này là mới chịu long nhân là ngon. Trời ơi, coi lần ra hang mà nó kinh luôn. Vãi gì. Không chơi coi dễ ghê đâu. Cái đồ này nó lắp hoài luôn. Này để đi la sao quá không ứng được cái kia ta. Quên mất cái điều đó. Cái gì nó chơi cái gì vậy? Trời ơi, nguyên vàng 3 sao luôn rồi, sợ thiệt chứ. Cứu cọp ơi. Qua đâu? À đó hả? Đứng ngay. Đứng nhà quá vậy. Ôi. Ừ, con chết lúc đi, con chết lúc. Dẫn. Không sao, có rồng thượng long đây rồi. Lấy à, đã có con giáp cốc hay là cái áo tràng. Áo tràng bóng tối á. Cốc. Cốc. Tính lấy cái áo tràng cho con rồng mà. Má là mình thiếu không á. Một con da xua nữa coi. Trời. Con áo tinh nhiều nữa. Trời chết mẹ, quên coi để ý rồi. À rồi, chiếu thẳng vô thằng con long, ngọc thượng long, ê thủy long luôn. Rồi, 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 nó chết với tôi ông ơi. Má. Má không biết ông ơi, má đang rồng ấy nè. Má đang rồng với salad rồi, hiểu rồi đó. Ua. Rồi. Ờ, con thượng long lên 2 là đẹp luôn á, mà con thượng long lên 2 nổi rồi. Đồ mấy thằng kia nó có cái vương miện chiến thuật kìa. Chịu rồi đó, vương miện chiến thuật chịu rồi. Nó gon sao ra nguyên vàng 3 sao vậy sao chơi? Nó chơi thượng long ngay từ đầu xong rồi nó kích full thượng long cho mau lên 3 sao hết đó. Không, hàng thượng long thì không nói, cái hàng hộ pháp kìa. Hộ pháp hả? Nó ron ngay từ đầu, ron phụ á. Tôi đợt trước tôi chơi với bạn rồi cũng vậy. Ron từ cấp 5 trở xuống á, ron hết tiền luôn, ron giờ nào lên 3 thôi, hai bên ron phụ nhau mà. Ron cho lên 3 hết đi, bắt đầu lên level 6. Rồi nhà kia quýnh gì? Một nhà quýnh hộ pháp, rồi nhà còn lại quýnh gì? Nhà còn lại hả? Nhà còn lại như quýnh bên rồng vậy phải. Quýnh đem tay. Quýnh đem tay. Kiểu phải có một đứa đem tay, một đứa đem phép này kia. Đẩy cho nó nhanh á, hỗ trợ nhau á cho nó ấy. Đúng rồi. Hai nhà quýnh phép nó lỗ quá. Đúng rồi, hai nhà quýnh phép nó lỗ mà. Tại vì biết sao, không có một thằng không có, một thằng đem mạnh, một thằng đem yếu thì tất nhiên đem yếu nó không trụ được là sẽ không thằng mạnh không qua kịp. Nó vậy á. Ok. Hiểu chưa? Hiểu vấn đề chưa? Đợi thằng bồ tôi nó cứ cãi cho tôi ghét nó. Mẹ nó. Chơi cặp mà không biết mẹ với người ta nói cho nghe còn không hiểu nè. Không chịu tin đó chứ. Chăm chịu nghe đó chứ. Nếu cứ để dành tiền 50 vàng không à, cay vãi luôn. I can bet you I can bet you đây nè. Sao mày lấy lại cái tóc lấy cái tóc 4 gì chi vậy? Tóc bét luôn. Hờ. Chơi gì chơi chi. Nice. Hồi lúc đầu chơi á, chơi còn ok, xong về sau chơi nó cứ kiểu chơi mình ên á. Ghét nghỉ. Chơi cầu đầu hoàn hảo mà giống như chơi đánh xếp hạng thường.
Đâu, ý là kiểu thua thì cũng vui chứ cứ thua hoài sao tự nhiên nổi. Tôi ra ba con cách nơ rồi đó. Gì? Ghê à? Ra lần ba con cách nơ. Ghê giống tuần bữa, ghê lần cũng ba con gì á quên mạng. Để coi nó ra cái gì đây nè. Đâu vào quýnh gì? Chưa biết, để coi ra tướng ra lõi ra. Nó chưa ra, rồi thượng long tiếp rồi đó. Cần tiếp đúng không? Tiếp thì tôi bắt cái này. Saddle up y'all. We got a showdown on our hands. Tiếp thì tôi kiếm bài đam tôi bắt. Nhiều nhà thượng nha. Gì hả? Ừ, nhiều nhà thượng. Một. Có một nhà ông nội ơi. Mấy kia nó bắt để ngoài kìa. Nó bắt nó đép mà. Phải lồn huy hiệu Bảo Long. Cứ chơi thường là Bảo Long. Không bị một lần rồi đó sợ rồi không. Không cái lỗi này nó y ra y đúc bữa luôn á. Kiếm lệ phẩm thôi ta. Kiếm lệ phẩm thì dễ quá. Ồ, ra form hết rồi kìa. Đúng rồi. Mẹ tính kêu bà là cái huy hiệu Bảo Long mà sợ bà thọt đứng. Ông cho Bảo Long hay sao? Có thể là đứng được. Mà sợ bà thọt đứng á, tại tôi có dây kê sẵn. Nha. Mà thọt ứng má tôi sợ. Thọt ứng lấy hồi bà quýnh không được. Má tôi sợ. Tôi sợ cái ấn nó lắm luôn á, bị một lần rồi. Bởi cũng lấy huy hiệu Bảo Long á, đâu ron ra Bảo Long đâu nhớ không, được chơi với Khương đó. Nó ra y hệt y đúc luôn, nó ra Bảo Long bản thân rồi cái gì á, y đúc nguyên một cái dài đó luôn, không khác cái gì luôn á, cũng là nằm ngay cái góc đó luôn á. Trùng hợp không? Thấy trùng hợp hả? Bỏ thưởng cho đép đỡ đi. Ừ, bỏ thưởng cho đép thưởng ngon mà. Bỏ thưởng cho đép đỡ, để họ tự chuyển cho bà con nè. Tội tình gì mà không đép. Đép sẵn kiếm tiền luôn, cấp cấp. Đúng rồi. Sợ bà cây xa ghê, đang đứng mạnh rồi đứng rất nhiều. Có Gengar bắt người cho tôi nha. Kè nó đang chơi, nó đang chơi xạ tiễn kìa. Xạ tiễn kỳ họ, xạ tiễn kỳ kỳ sĩ mà nó đẹp thôi. Anh đi kêu Wiena lôi la cái gì? Pháp sư. Ừ nó có cắn pháp sư ngon đó chứ. Ui da ra xém lúc 2 luôn. Yes. Mang hội tinh tỉnh. Gôn khó lắm. Ừ. Gôn tỉnh mày khóc chứ. Sao? Hay cái xa rồi nữa. Cái xa. Bữa giờ quýnh bài cái xa chưa giờ vô tớp. Hả? Gì là không biết chơi à? Không biết chơi cái xa. Tinh. Không biết chơi mấy bạn. Xin Khương một chỉ vậy kìa. Má Khương chơi Kai'Sa hơi bị ghê. Ờ bữa đó nó chơi Kai'Sa đập đầu tôi đó. Tôi cũng chơi Kai'Sa đập đầu đó đó. Không nhưng mà tôi vẫn thích thằng Kai'Sa kia hơn nha. Nó vừa chơi vừa rồi nó má nó lên full tốc độ đánh giết. Lên cái cuồng đao ngon vãi. Vừa có tốc độ đánh mà vừa hồi mana. Cứ đánh là hồi mana. Ghép đồ lúc chưa chưa đúng không?
Tôi đang lấy cái găng tay đây. À, lấy kiếm bếp. Lấy gì? Lấy gậy hả? Chơi gì mà lấy gậy? Bảo Long. Bảo Long hả? Sao không lấy cái để huyết kiếm không? Huyết kiếm làm gì? Huyết kiếm cho Ranga. Con chiến liệu phẩm rồi, huyết kiếm làm gì? Tính lấy cái găng làm nhiêu cực á. Thôi, bà lấy trước bà, đừng ghép đồ nha. Lấy gì nước mắt với lại đai máu? Giọt nước mắt nó đai máu à? Đai máu đi. Sky vô Kendra. Thank you. Chết mẹ chơi lượm con Lila, cái Lila cầm rồi, đồ trong lút cầm đồ lút xong rồi cái nó vậy luôn nè. Lút 2 hả? Ừ. Để lút này lên 2 đi chuyển. Để từ từ, không được, từ từ đéo được, đéo đợi với mấy cái này được. Ủa con xì cát nơ không có không? Đây nè, ừ, tí gửi cho. Ừ, má chết. Đếp máu chưa? Đi đi. Cá xá chơi cùng đau á. Chơi theo thằng quỷ đó coi, cuồng đao, găng bảo hình như cái gì, nguyên cái đồ đánh tay hết luôn á. Cuồng đao vô điện hả? Không, cuồng đao vô cực với cái gì quánh mẹ rồi. Ông lấy gì nè, kiếm BF giáp lưới. BF. Cái gì có cái mũ cho kiếm BF này mang cho tôi. Ờ ha, quên. Cứ để nếp lại, để găng lúc 2 nè. Bán máu xíu đó, hồi cơm bắt. Dạ, yeah, con bách luôn. Không con bách thì có người đi chung. Mấy giáp máu cho con Valimir ngon hơn nhở. Nó hồi máu nè. Giáp máu. Đồ tăng thường lúc đầu mà tôi thường ghép cho con. Nếu mà con cách nữa gai nhiều thì ghép cách nữa và lan gai nhiều thì ghép và lan. Ghép cho con và lan trước đi. Đếp dữ máu. Tại vì do giáp máu được mà, giáp máu rồi la được mà. Với lại hồi lên năm thượng là ra đồ đúng không? Đó hồi không có đồ đúng không? Không có chỗ để giáp đồ. Ủa tôi vừa qua 4 đồ ngoài đúng không? Nó đang chửi 14 á, yếu như vậy. Mạnh rồi đó, thấy mạnh rồi đó. Đù mí tí nào ông chuyển mấy con tướng thượng long của ông qua cho tôi đẹp luôn trời. Ừ, đánh cầm này nhiều lắm. Ừ. Thằng chi nó giờ ron đấy. Cách nơi gần lên 3 luôn nè. Phải. Lát chuyển cách nơi lát chuyển hẳn cách nơi 3 qua cho nhìn nó ngầu. Đúng rồi đó, ngầu đét. Ngầu rất thương. Hiếu bao nhiêu con? Còn 2 con nữa. 2 con hả? À? Tôi đang cầm con nè. Lát bà bán luôn đi để tôi tự coi. Ừ, bán luôn qua đang kích đấu sĩ, tôi đang kích đấu sĩ. Ừ, ý hả? Không ra này bán luôn để tôi gom luôn nha. Ok. Mà ron ra không nhiều đứa cầm cắt nơ mà. Dạ. Yeah. À không. Để có con rồng có tư nè lầm không? Rồng gì? Mâm mâm á. Tôi cũng có nè, lầm đi. Ông nói mới để ý á, mới... Ông để ông nói tôi mới nhớ chứ tôi đéo nhớ mâm mâm luôn á. Mà ý là mình lượm hơi nhiều á, mình ít đồ gửi lắm á. Thôi lượm lút được rồi. Cái lượm lút được rồi. Từ từ một con cách nơ nữa. Lúc hai. Gì hả? Con cách nơ đó đúng không? Vì tôi bán cách nơ kia đi. Rồi ra rồi. Nè, đó, tôi vừa bán là ông ron ra luôn á. Còn cách nơ bài trước á. Rồi. Xin. Lúc hai nó hồi từ từ tôi chuyển. Có bạo long nhớ bắt vô tôi nha. Ok, đó, nãy giờ rồi. Giờ bắt đầu là bà đép cho tôi á. Nãy giờ tôi bán mâm mâm đi, tôi lên cấp kiếm cho ông. Cái gậy thấy gì không? Cái gậy thấy nước mắt không?
Hả? Nước mắt đúng không? Không, có nước mắt xong hết rồi. Quyền trưởng hả? Không, quyền trưởng giờ dư á. Ừ, chắc cường mắt. Nước mắt cũng được nhưng mà... Để con gái nhau coi bà thiếu cái gì. Hỏi bà lát hồi bà gối. Do không cần nước mắt là trời, huy hiệu pháp sư nè, what the fuck. Lẫm gấp. Chú khu giao dịch nữa. Rất phun sai, đòn thầu, biết biết. Có mấy con kia đâu ta? Bốn pháp sư này. Đồ bà cái. Ủa có quyền trưởng luôn rồi. Ghép quyền trưởng luôn đi. Quyền trưởng dân nào? Lúc đó. Lúc đó hả? Ừ. Khỏi gôn đi ra. Lát hồi ốc cấp luôn, ốc táo luôn gôn lúc. Đúng rồi. Còn la lắc hồi tại gia còn có con. Bác ơi, đây, coi. Gần hê. Bò nó qua kịp luôn. Sao qua kịp được? Sát thủ mà. Ghê vậy, mạnh vậy ông nội. Ron nào bảo long luôn hả? Đỉnh vậy? Ừ, mà một sao không ạ? À, một sao nè. Đây, lúc sắp từ từ. No. Hai. Comment low. Đứng. Úp sáu chưa? Đang cần con gì á? Ga thôi đúng không? Ừ, Ga. Này, lên ba nè. Comment. Ba. Hai con lúc nữa tôi gửi lúc qua. Ủa, okay. Chưa có đồ gửi. Rồi. Ra cuối á. Rào à không, ra 4.1 với ra 5.1. Má nó chơi măm măm kìa, vỡ lột. Măm măm hả mày. Mà cú, mày cú. Ủa, cấp điều bỏ 6 bóng tư vô. Ủa, quả nào bóng tư vô. Sao lại sắp hết. 5. Chưa, tí ấp. Con Ginh ra cầm cái kia ngon quá vậy. Ờ, cầm nó hợp lý á. Đừng. Dạ. Chứa này thốn quá ta. Ốp. Đừng nào tăng yêu đi. Ừ, má nó lụm rồi. Này. Ê, con xà lát kìa. Má nó lụm hết luôn. Xà lát tôi lụm á, chửi kỹ. Đâu? Ai vậy hả? Ừ, tôi lụm. Không sao, lấy nước mắt cũng được, không sao. Đó, và rớt lên 2. Xương rớt lên 2 á. Lên 2 phải không? Đang cần gì đấy? Rengar lên 7 là Ron nó ra nhiều hơn đúng không? Giờ tôi cấp lên 7, đang coi nhớ đủ tướng để lấy phơm đánh. Ok, vậy tôi đợi lên 7. Bà kiếm con lúc đủ mà. Bà kiếm thêm con lúc 2 đi, tôi chuyển lúc qua rồi hãy lên 7. Không, cứ tính tiền, tính làm tiền vàng đi. Đang tích đây. Đang tích để lên level 7 Ron cho nó dễ. Nó ra thì cứ lấy vô thôi, gì đâu. Đem năm thượng long mà ra mà. Ê được á nhờ, đứa chơi phép đứa chơi sát thủ được đó. Chơi phép chứ đứa chơi đam dễ chơi hơn. Đây, Rengar đây. Má và Salad vẫn một nữa ha. Má tụi nó có cầm Salad không ta? Chết. Ủa chết mẹ, nhiều nhà Rengar dữ vậy.
Ừ, bởi ba nhà nhiều đúng nhà. không? Một, hai, ba, Ok, ba. vậy tôi thở, dễ thở rồi đó. Tôi Không, nhiều thở gà canh ga, à? nhiều gà canh ga bà mới khó thở đó. Không, ý là dễ Chết thở về cái việc tướng á. rồi. Chết rồi, chết rồi. Renga đi bụi tôi nè. Renga pha ke. Thì tí cố ron cho ông lên ba sớm cho nó tụi nó khỏi lên. Lấy cái Ủa, dưa con găng gửi, gấu. lấy cái dưa găng gửi cho tôi. Găng găng tay đấu tập á hả? Gấu nó đi. Gấu nó mạnh mà, gấu đen đã bà đã mạnh mà. Chơi Vậy kim long á, tụi đang đang có kiểu bắt chơi kim long á, cho gấu mạnh phải luôn. con hai luôn rồi. Kệ nó. Gì vậy? Xong lên 352 chi vậy? Bắt luôn. À, ý là nó ra một lúc quá hả? Lát bà up cấp lên đúng không? Up cấp lên. Bỏ con Silas ra, cấp 7 bỏ con Silas ra, bỏ con mâm vô được. Đánh chính nó sương luôn. Ui ra găng luôn rồi. Dễ vậy. Ui ra thêm con mâm mâm nữa nè. Đó. Lấy gì, có cần đồ gì không? À, đâu đồ gì? Quay nhìn nhà Còn tôi nè. cái chắc không cần Cần cái à, gì? để coi coi kiếm bf, kiếm bf má xa lá lên hai. Kiếm BF thì hết rồi, không có không có còn cây BF nào hết. Gì được rồi. Giáp lửa vô một cách nơi luôn đi, đánh nó. Ghép mỗi gì mỗi thứ thứ cái gì vậy? Ừ, lát hồi nó còn ra đồ mà kệ đó. Thắng luôn hả, ghê vậy. Ừ. Có khi nào mà gọi lấy hồi ra mâm mâm ba gửi qua không? Đừng có tham quá bạn. Mẹ thiệt nữa nè, em vừa nó ra công nữa hả? Giỡn không? Nó tham quá à. Rồi ron luôn lút cho tôi đi. Hai con mâm má mâm anh hai. chịu đồ chứ vậy Hai con mâm phải mâm luôn. Hai con mâm mâm hai luôn nè. Luôn đi, được thì gửi luôn đi, có đồ gửi không? Không, à, còn còn đồ gửi. Gửi gì, gửi lúc trước đúng không? Không, gửi mâm mâm đi, gửi mâm mâm qua. Không, mâm mâm để nó lên ba gửi luôn. Thôi gửi đi để tôi dép hai con này nè. Đó, tròn con chứ đó. Ủa gì đi. Hai đứa này đang một sao mà. Năm lượng năm pháp sư đẹp hơn đúng không? Năm pháp sư ngon hơn. Hai đứa kia đang một mà. Chứ còn mâm mâm hai ngon hơn chứ. Cú nhất gì ta? Này thì thả tiễn hả mày cút. Còn la ba được không? Cú. Đây qua đây. Ok. Đập qua không kịp rồi. Thăm dò Renga đi bạn. Nhiều lắm, thôi không, không cần đâu, để. Ê gửi con lút hai đi. Ờ quên, gửi một con lút hai thôi nha, đừng có ro nữa nha. Còn đâu gửi? Không, ý là tí nó gửi một con lút hai, đừng có ro lút nữa. Ok, vậy ơi. Khoán cái tiền á. Ừ. Bắt kim gai vô cho tụi nó thọt chung. Có gì cần lấy mâm mâm này nữa không? Lấy cứ roll lên được ba thì lấy thôi. Tôi để đó nha, bà cứ lấy hồi để đó đi. Bà cứ lúc bà bắt vô lấy hồi có gì lên mâm mâm ba đi. Ok. Ồ con mâm mâm đâu với vậy, nó nhổ chết hết luôn kìa. Má tí nó kiếm cái rau gỡ đồ ra trong mâm mâm luôn á. Mâm mâm pháp sư ngon mà. Gì
Mà mâm pháp sư, mà mâm pháp sư 3 sao ngon hơn, tí nó lên 3 là sao? Đây, với lại tôi đang lấy ấn pháp sư mà. Pháp sư ngon hơn á. Vui kìa. Vui vui vui. Bà làm trước kìa. Thôi tôi lượm kiếm bị ép. Bà làm cuối rồi. Ừ, tôi lượm kiếm bị ép. Chắc không biết nào giành đâu. Của bà chứ mà tôi. À, của tôi mà. Phải là của tôi chứ. Sao sao tôi bự dữ vậy? Đứa nào nhỏ xíu mà tôi bự dữ vậy? À, tôi chửi thắng hả? 10 chửi thắng lận mà. Tôi nói rồi. Phải là con lúc trước là được rồi. Con mắm mắm tôi gần đến 3 luôn nè. Sao mà Ron được con mắm mắm hay vậy? Tự ra không á, nãy giờ có gold đâu. Có khu giao dịch mà. Ủa khu giao dịch hả? Ừ. Nói rồi không tin. Đây mắm 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 đây, mắm mắm đây, không sao không sao không sao. Lì lì. Em ra 2 nè, gửi cho luôn nè. Rồi, một con mâm mâm nữa thôi, lên 3 rồi. Ok. Ừ. Ok, vậy tôi bán một con nhỏ đi, tôi để con 2 lại. Bán nhỏ đi. Để con ra. Ủa, vậy lát hồi gửi lúc đi, mâm mâm. Gửi mâm mâm chứ. Quay cú nè, bạn nó qua nè. Mâm mâm ba ngon hơn. Qua đông cái gì? Mình mâm mâm ban mình sẽ có lợi thế hơn, tôi nói nhiều. Ờ, tháo đồ mâm mâm. Ừ, con lút này nấy á. Má Renga tiếp nè bạn. Renga còn bao nhiêu con nữa? 3 con. Tưởng đang ron nè. Rồng, ủa chưa nãy giờ chưa ra rồng bạo luôn hả? Ừ, đừng anh tắm chích chan bây giờ tắm không chà, tắm. Đừng có cái thằng này mệt ghê ta, tắm không tắm đi đứng dậy trả lên nè. Yeah, cái thằng này ôi hay lắm. Hay quá, mình qua cứu bạn đây. Đụ má vẫn là con này hả? Vẫn là con Volibear hả? Khó chịu đi. Quýnh tất cả trừ lại con Volibear rồi đó. Ủa Renga à, còn một con à. Hai con hai là. Ok. Ừ. Lấy cái tụ bảo vàng không? Ủa cái này đồ của bà. Thì tôi cho ông nè, tôi cho cùng Renga. Không tụ bảo vàng hả? Ừ, mà có cái kiếm nữa nè, có huyết kiếm nữa nè. Lượm lượm. Đây có đang thiếu, có đang thiếu đồ huyết kiếm không? Có, lượm đi lượm đi. Ok ok. Vậy tôi cho bà cái giáp máu ánh sáng. Ừ. Tí Renga 2 gửi qua luôn, gửi chung với cái tụ bảo với này kia luôn. Ok. Bà đang cầm một con Renga đúng không? Đúng. Rồi, lát gửi tôi con Renga đi, lên Renga 3. Ok. Tôi gửi con mâm mâm cầm giáp máu ánh sáng qua. Ờ. Rồi có luôn nè. Ờ. Lấy luôn đi chứ. Ờ, ấy luôn đi, gửi qua. Là gửi, có con rồng bảo long luôn nè. Là gửi đồ cho Renga trước qua ha. Ờ, gửi con Renga với... Rồi, ok. Ủa đâu rồi? Chỗ này đó. Mẹ, kịp á, sao đâu. Game này hai mình coi dễ đâu. Game trước coi khó với mẹ. Rồi dễ ấp chín thôi. Tôi đang cầm một con rồng bảo long nè. Hết đồ gửi rồi, bán đi. Tôi có đồ gửi. Còn... Nãy giờ có gửi gì cho ông đâu. Qua đây. Để tôi rồng lên 2 chưa? Ok. Để Ron nó coi rồng lên 2 được gửi luôn nha.
Con 553 luôn rồi bạn ơi. Địt mẹ chú mày. Game là dễ. Đúng rồi. Giờ Ron ra con Bảo Long lên 2 nó là đẹp ha. Mẹ mày cái clip này. Ron con salad cho mình. Ờ quên hết đồ gửi rồi. Bạn hết đồ gửi. Để bán lúc cho Ron. Bán lúc. Ê, khoan lúc còn một lúc còn 2 sao á. Đâu có đồ gửi nữa đâu. Ừ. Rồi bán đi, hết đồ bán rồi gửi đi. Ê bán đi. Bán đi bà con nha. Nãy giờ tôi cầm 5 tháng lúc bên đây. Phải. Thằng nhét là lúc tôi giết mít là thấy con cầm bài bài. Bài tinh con hơn nếu mới ra được con gen 2 á. Vậy hả? Rồi à đai à, mấy thằng này chơi kiểu xạ tiễn ban hội gì nè, tùm lum la chứ nè. Mấy nhà đá bài đi, mình nên ngang ra ba là mấy nhà đá bài đi. Đá mâm mâm sao vẫn thấy yếu vậy ta? Hình như đang mâm mâm đang bị thừa cái chuyện mâm mâm phải là vai cây vô cực mới đúng. Ừ, nó phải full nam á. Đúng rồi. Nó đang bị thừa cái vô cực quá. Nó yếu như vậy thì up cấp thôi, gì đó. Cấp bỏ một con lơ cho full thượng long. Đúng rồi. Lý. Không. Lát kiếm con Lily bỏ vô 7 pháp sư luôn khỏi gần thượng long. Ừ. Ừ, hợp lý á. Thì đang để đỡ gì đó. Ừ. Một dưới chân. Nó đang bị yếu đam á, yếu đam so tụi nó đó. Chưa biết. Thì đó, thì bởi tôi với nó đang thì thiếu đam á, đúng là phải có vô cực mới đúng á. Mà không sao, ván này tụi mình bị thiếu đồ mà. Kiếm bép đâu lụng được đâu. Lấy kiếm bép không à. Ông vẫn bạo lông. Má cái nỏ đúng ra cho con salad tôi là đẹp luôn á không? Cái nỏ xét nè. Sao nè? À, lại tính là cái nỏ. Có nỏ xét kìa. Có nỏ xét kìa. Biết nó lậm không? Lấy gì? Nó lậm này. Lúc quyền trưởng kìa. Trời ơi, quên. Lấy lúc nó là lên 3 luôn rồi. Ê, lấy cho tôi đi. À quên, không được. Không có được gửi. Làm tôi làm cái ấn chiến mình rồng luôn, phế luôn rồi. Phế chiến mình rồng hả? À, chưa kịp được. Cãi nó. Chấp nó đi. Chấp nó cái ấn luôn. Ghê. Má tôi có cái máy chiếu để chiếu chết mẹ rồi đó. Vãi. Lúc này Ron hồi lên 3 mấy hồi. Đó lên 3 nè, vừa mới nói xong dứt lời. Ừ. Thật luôn. Ủa? Không, đây cho Varus cho full cái đã. Cứ cầm đồ lẻ tẻ ấy lắm. Ừ. Má con cấp nó bị thiếu đam quá. Cái gì kìa, nó thấy lỗi. Tại sao? Nhìn ra cào tới. Vậy hả? Má cái này ra ánh sáng không? Bộ cái này cho Bảo Long đẹp luôn. Tôi không cần roi luôn, nó ra lần đầu tiên luôn á. Cấp thôi. Cần con gì nữa không? Cần gồng thượng không? Rồi chắc không cần nữa, hình như cần chỉ gồng thượng. Để tiền ước chính, bỏ nó cho nghe vô. Bảy phó sư, bá đạo luôn. Đúng rồi. Nó là chi vậy? Cái gì nữa? Thì đâu chi nữa cha? Cái mồm chắc. Chưa biết được. Được sinh thường kẻ được. Chạy luôn cái thác luôn. Chiếu nguyên cái nhà luôn. Chiếu nguyên cái nhà đó luôn. Nó xếp ngu thiệt sự luôn á. Nhìn nó xếp là ngu ha. Má xếp ngu xứng đáng bị chết. Mày
3 đúng không? Ờ, con kim long 3. Không, mà nó không có đồ, không có đồ, không chơi lại đâu. Nhổ cái chết à. Ôi, thái lồn kìa, nhìn nó kìa. Hai bên hút máu à. Viên giáp máu vàng luôn mà. Cái đó ngon, đánh mấy cái đánh bài pháp sư để vô ngon. Ờ, giáp máu vàng ngon mà. Thường là tôi thích làm cái đó với lại cái gì vậy? Cái gì, cái tay ma, cái giáp với lại cái cung á. Thái lồn, găng tay bảo thật, găng tay đấu tập nè. Đồ cái này ghép cho lướt luôn chứ gì nữa. Đợi chờ gì nữa. Ừ, đúng rồi. Ghép cho nó luôn đi chứ đợi chờ gì nữa. Ra gì ra. Đồ đam ngon luôn. Đồ tăng ngon luôn. Giảm ngoài cũng được 400 đam nữa vậy. Ừ. Ra gì ra. Có hả? Nhưng mà cũng đâu có đồ gửi đâu, cho còn chi. Ổn. Ừ. Thì mình cho cái nào vậy ta? Mình sẽ thu nhiên được. Con này đại đi, có thêm cái BF thêm đam. Canh xếp chiếu kìa. Vậy. Mà canh xếp chiếu rồi. Rồi xong. Không, nó chuyển rồi, vừa cuối bài đã chuyển rồi, ảo thiệt đó. Không sao, má tí nó tao để một mình tao chiếu mày nè con. Không, nó vẫn chết với tôi ông ơi. Nó vẫn chết với tôi à, măm măm ba mà. Phải gửi chứ, phải gửi chứ. Má, đồ ngon thì không gỡ không uổng lắm á. Đồ ngon, lõi cũng ngon đó chứ bộ. Lõi ngon. Ê, đã chơi cuồng long, à con rồng cuồng long nè. Bà lấy gì? Sao lại ghi quyền năng với lại cốc, lấy cốc đi ha. Than, cốc không có cho được đâu, quyền năng khổng lồ đúng không? Quyền năng khổng lồ, gửi qua đây. Cho con này. Con đồ đéo biết nó ra đồ đéo gì mà. Kệ nó đi. Ai gì nó ra. Rồi xong rồi, tôi nói xong rồi, hai hàng kia còn có một máu rồi. Bà đập được hay tôi đập được cũng vậy. Tôi nói xong đời. Thôi mình chấp đi. Chấp gì nữa. Chưa kịp lên chính nó chết mẹ đó rồi. Không hiểu luôn á. Đổi luôn. Rồi xong, top 1 luôn. Bán nó top 1 hơi easy nha. Trời. Chơi là phải thế. Nó sao con của tôi nó bự với người ta. Lên bạc luôn. Hình như nãy cái chuỗi thắng á, 10 chuỗi thắng á, nó bự gì luôn á. Chuỗi thắng là nhiều mà. Ôi, nguyên vàng 3 sao luôn kìa. 5 con 3 sao. Đâu con Varus sắp lên 3 đó, tôi mà Ron là lên 3 á. Còn đúng thiếu đúng một con hả? Mà tại để dành tiền lên 9 chơi tụi nó luôn. Mà tụi nó chết sớm quá. Bảo Long 1 mà cũng mạnh quá ha. Từ Ron lên 2 được là đép được liền hết chưa. Nhà Bảo Long ta mạnh vậy không biết chơi. Không biết chơi. Không, ý là Ron không ra. Biết bài không có đồ. Chứ không có đồ. Nãy mà